Chào cô và các bạn. Nhóm em thuyết trình môn vi sinh ký sinh trùng. Sau đây là phần thuyết trình của nhóm em về virus cúm. Xin mời cô và các bạn cùng lắng nghe để hiểu rõ hơn về virus cúm. Virus cúm là gì? Virus cúm là nguyên nhân dẫn đến bệnh lý cấp tính đường hô hấp. Thông thường, bệnh thường khá lành tính. Người bệnh có thể phục hồi trong vòng 3 đến 7 ngày. Tuy nhiên, ở một số đối tượng như trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, thiếu máu hay các bệnh về tim, phổi, thận, người suy giảm miễn dịch thường có thể tiến triển nặng hơn. Nguồn gốc của bệnh cúm. Bệnh cúm là bệnh toàn cầu, ai cũng có nguy cơ mắc. Căn bệnh này có tính truyền nhiễm cao nên dễ gây ra dịch bệnh, thậm chí đại dịch toàn cầu. Cái tên cúm có nguồn gốc từ Ý, bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ 15 sau một đại dịch. Đại dịch cúm đầu tiên xảy ra vào năm 1580. Sau đó, hầu hết các thế kỷ về sau đều xuất hiện ít nhất một lần đại dịch cúm. Cấu tạo virus cúm. Virus cúm hình cầu, cấu trúc đối xứng hình xoắn, có vỏ bao ngoài chứa ARN, đường kính khoảng 100 đến 120 nanomet. Vỏ bao ngoài của virus cúm được cấu tạo bởi lớp lipid có các kháng nguyên H và N. Kháng nguyên H có chức năng giúp virus bám trên bề mặt tế bào cảm thụ và xuyên thủng màng tế bào. Hai kháng nguyên H và N là hai kháng nguyên đặc hiệu của từng tiếp virus hay thay đổi và có khả năng ngưng kết hồng cầu động vật. Hiện nay đã có 13 cấu trúc kháng nguyên H từ H1 đến H13 và 9 cấu trúc kháng nguyên N từ N1 đến N9. Mỗi khi H và N thay đổi lại tạo thành thứ tiếp virus cúm mới và có thể gây nên dịch mới như H5N1 gây bệnh cho gia cầm, H1N1 gây bệnh cho người và lợn. Các virus cúm được phân chia thành 3 tiếp khác nhau A, B, C do một số cấu trúc kháng nguyên bề mặt khác nhau, nhưng phần lớn có cấu trúc kháng nguyên giống nhau. Virus cúm sống ngoài môi trường bao lâu? Ở môi trường bên ngoài, virus có thể tồn tại hàng giờ, đặc biệt trong thời tiết lạnh và độ ẩm thấp. Ở nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C, virus có thể sống được vài tuần. Ở nhiệt độ âm 20 độ và đông khô, virus cúm có thể tồn tại hàng cả năm. Các chủng virus cúm thường gặp. Có 4 chủng virus cúm A, B, C và D, trong đó 3 chủng virus cúm A, B, C là nguyên nhân chủ yếu gây bệnh cúm cho con người. Virus cúm gây bệnh cho con người. Virus cúm A, H3N2 thay đổi nhanh về cả di truyền và kháng nguyên. Virus cúm A, H1N1 đang lưu hành phổ biến hiện nay đã trải qua những di truyền tương đối nhỏ làm thay đổi tính chất kháng nguyên của virus, thường gây đại dịch. Virus cúm B biến đổi chậm hơn virus cúm A, từ mỗi dòng lưu hành có thể thay đổi theo vị trí địa lý và không tạo thành những vụ dịch lớn với chu kỳ từ 5 đến 7 năm. Virus cúm C có 6 phân đoạn RNA và mã hóa 9 protein, trong khi virus cúm AB có 8 phân đoạn RNA, mã hóa ít nhất 10 protein. Virus cúm C có khả năng gây bệnh ở người và lợn, tuy nhiên chủng này khá hiếm gặp và thường nhẹ hơn các trường hợp virus cúm AB và thường không tạo thành dịch. Virus cúm D ít phổ biến hơn các loại virus cúm khác. Khả năng gây bệnh. Bệnh lây lan qua đường hô hấp, qua không khí nhỏ giọt, qua các nước giọt, nước bọt hay dịch tiết mũi họng của bệnh nhân có chứa virus cúm, qua ho, hắt hơi. Virus vào cơ thể qua đường mũi họng. Người bị cúm mùa sẽ có những biểu hiện đặc trưng của bệnh đường hô hấp: đau họng, hắt hơi, sổ mũi, sốt trên 38 độ C, toàn thân đau nhức, cảm giác đau đầu, chóng mặt, ớn lạnh, cơ thể mệt mỏi, không còn sức. Ở trẻ có thể kèm theo buồn nôn, tiêu chảy, sốt và triệu chứng cúm, có thể ngưng sau 5 ngày. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ ho nhiều và mệt mỏi. Nếu bị cúm mùa, bạn thường mất 1 đến 2 tuần mới thấy cơ thể khỏe mạnh hoàn toàn. Các phương pháp phòng ngừa bệnh. Tiêm vaccine là phương pháp chủ yếu để dự phòng bệnh cúm một cách hiệu quả và an toàn và tiết kiệm. Chủ động phòng chống bệnh cúm khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi khi cần đến ngay cơ sở y tế. Sử dụng thuốc kháng sinh virus phải theo chỉ định của thầy thuốc. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh, ăn uống đầy đủ chất. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối. Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, đảm bảo khi hắt hơi. Bài thuyết trình của nhóm em đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Mong sau bài thuyết trình này mọi người sẽ hiểu thêm về virus cúm để có thể phòng bệnh tránh bệnh, có một cộng đồng khỏe mạnh hơn.